Bí mật về giàu nghèo Rất nhiều người hiện nay đọc nhiều sách dạy làm giàu, rồi theo đó lao tâm khổ tứ, giấc giả dạ bao năm buôn ba khởi nghiệp. Ý vậy mà 100 người chỉ một vài người thành đạt, giàu có. Còn lại đại đa số thì thất bại, trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất. Mặc dù xét về nỗ lực, tài năng, họ không hề thua kém những người thành công thậm chí là còn giỏi hơn vậy họ thiếu cái gì mà không thể thành đạt hay giàu sang được vũ trụ sắp xếp tiền tài theo quy luật nào hãy cùng khám phá quy luật ấy qua câu chuyện dưới đây thời nhà tống ở định lương tào châu có một tú tài tên là chu dinh tổ tổ tiên nhà họ chu giàu có thịnh vượng ông nội kính trọng phật giáo xây dựng nên một phật diện hằng ngày đọc kinh niệm phật và giúp người tích đức đến khi cha của chu dinh tổ kế thừa gia nghiệp thì chỉ coi trọng việc kinh doanh và tài sản chứ không tin tam bảo lấy cớ sửa chữa nhà cửa người cha đã dỡ bỏ phật diện để lấy gỗ đá gạch ngói xây nhà đến khi nhà xây xong thì ông ta bị bệnh không dậy nổi Chữa trị kiểu gì cũng không hiệu nghiệm Người ta đều bảo đó là do ông ta đã làm những điều bất kính với Tam Bảo Sau khi cha chết, chu Vinh Tổ thừa hưởng và phụ trách gia nghiệp Bởi là một nho sinh, ông muốn về triều đình dự thi Bèn dẫn vợ là Trương Thị và đứa con trai sơ sinh của mình cùng đi Ông đem vàng bạc châu báu bí mật chôn giấu trong một cái hố dưới chân tường vườn sau nhà, rồi nhờ một người đáng tin cậy trong giữ nhà cửa cho mình lên đường đi thi. Ở Tào Châu có một người đàn ông rất nghèo khổ tên là Cổ Nhân. Ông ta ngày thường mưu sinh bằng nghề gánh đất xây nhà, bần cùng chán nản sống trong một cái lò gạch cũ bỏ hoang. Ông ta thường nghĩ vì sao người khác thì giàu có riêng ta lại khốn khổ như thế này trong lòng rất oán giận bất bình hằng ngày lúc nhàn rỗi đều đến miếu thần trong núi đông kể khổ với thần linh tiểu nhân tên là cổ nhân cũng là một con người ở trên đời này vì sao lại khốn cùng như thế tiểu nhân nếu chỉ có được một chút phú quý thì cũng sẽ làm ơn làm phước cho cô nhi quả phụ người già giúp đỡ người nghèo cầu xin thượng thánh rủ lòng thương một ngày sau khi cừu khấn xong nằm ngủ dưới mái hiên thì ông đột nhiên mộng thấy một vị thần lớn gọi một vị tiểu thần kiểm tra xem phúc lộc của ông ta vị tiểu thần tra xét xong trả lời cổ nhân kiếp trước bất kính với trời đất bất hiếu với cha mẹ phỉ bán người tu và tam bảo sát sanh giết người, khinh rẻ ngũ cốc và nước sạch, kiếp này phải bị đói rét mà chết. Cổ nhân nghe xong câu khẩn nói, Thượng Thanh, xin cho con một chút phúc lộc sao con cũng muốn làm người tốt. Khi cha mẹ còn sống, con cũng phụng dưỡng hết lòng, cũng là một người con có hiếu. vị thần nói lớn, Chúng ta kiểm tra qua những việc làm thường ngày của hắn tuy là không thấy việc thiện nào nhưng cũng có phụng dưỡng phụ mẫu cũng có hiếu hôm nay hắn đang lúc đói rét chúng ta thể theo đức hiếu sinh của thượng đế tạm xem thử có phúc lộc của gia đình nào có thể để hắn dây mượn một chút thưởng cho lòng hiếu đạo của hắn vậy vị tiểu thần nói tiểu thần kiểm tra thấy có gia đình, gia đình chu gia trang ở tào châu tào nam gia đình này tích được nhiều phúc đức, âm đức ba đời. Chỉ vì bất kính với tam bảo, dỡ bỏ Phật diện, một niệm sai lầm ấy cần phải bị tạm thời trách phạt. Bây giờ đem phúc đức của gia đình ấy tạm cho hắn dây mượn trong 20 năm. Đợi đến khi đủ thời hạn thì để hắn giao trả lại cho chủ cũ. Như thế chẳng phải nhất cử lưỡng tiện ư. Vị thần nói lớn, được đó, Cổ nhân lạy tạ ơn của Thượng Thánh Tỉnh lại mới hay là vừa mới nằm mộng Nghĩ thầm Vừa rồi nghe Thượng Thánh nói Lấy phúc đức của một gia đình Cho mình mượn hai mươi năm Chuyện trong mộng chẳng biết có đáng tin không Hôm qua có một nhà giàu Muốn xây tường Gọi mình tìm gạch xây Có lẽ giờ ta nên đi tìm gạch vậy Trong thời gian Chu dinh Tổ về Kinh Thành dự thi người trong nhà một buổi tối đi ngủ bị kẻ trộm lấy hết sạch đồ đạc trong nhà không còn thứ gì đáng tiền chỉ có trong sân sau một bức tường sập nghĩ để nó đó cũng vô dụng hay là đến bán gạch cũ lấy tiền sống qua ngày vậy đang đi trên đường thì gặp cổ nhân cổ nhân nói tôi chính là người đang muốn mua gạch cũ đây mua bán xong xuôi khi cổ nhân tróc lấy gạch cũ chạy ra một phiến đá phiến đá hạ xuống thì thấy một cái hốc đá bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu từng khối từng khối vuông vức như viên gạch rất nhiều cổ nhân giật mình thần linh thật là mạo nhiệm đúng là ứng với giấc mộng hôm qua ông ta đem gạch cũ đến cho nhà người ta còn mình thì giữ lấy số bạc Cổ nhân có dịu dàng bản như vậy Mua nhà cửa Làm ăn buôn bán Càng lúc càng phát đạt Đến mức trên đường bộ thì có nhiều ruộng đất Dưới đường thủy có lắm thuyền bè Mọi người cũng đổi cách xưng hô Gọi ông ta là dây ngoại Ông ta tuy có gia nghiệp lớn như thế Nhưng lại hết sức hà tiện Một đồng cũng không tiêu xài Cho nên tài sản càng ngày càng nhiều Mọi người bèn gọi ông là chàng cổ Hà Tiện. Ông lấy vợ nhưng không có con cái, mời một người tên là Trần Đức Phủ làm quản lý. Ông thường ông thường ngày nói với Trần Đức Phủ rằng: "Tôi có gia nghiệp như thế này nhưng không có người thừa kế, nếu như có người chịu làm con nói giỏi thì dù là nam hay nữ cũng được, tìm giúp cho tôi một người nhé." về phần cả nhà chu dinh tổ cùng vợ con đi thi nhưng tiếc rằng vận mệnh chưa thông công danh không đạt thành trở về nhà thì gia sản đã hết sạch chỉ còn mỗi cái nhà đến chỗ bức tường tìm vật đã chôn giấu nhưng chỉ còn mỗi cái hốc đá không từ đó về sau cơm áo khó khăn phải đem nhà ấy bán đi cả gia đình ba người đến lạc dương thăm người thân nhưng không ngờ thân quyến đã rời đi nơi khác lỗ phí mang theo mình dần dần tiêu hết đành phải ăn xin dọc đường chịu đủ mọi cay đắng khổ cực cuối cùng tới tào nam đúng vào lúc cuối đông suốt mấy ngày liền tuyết rơi nhiều ba người vừa đói vừa rét mà mười lần xin vào nhà người ta tá túc thì hết chín lần không được thế là bèn tới một quán rượu nhỏ để tránh tuyết trần đức phủ đang ở trong quán hiểu được tình hình bèn nói nhìn ông khốn khổ như thế nếu đem đứa con nhỏ của ông cho gia đình nhà người ta nhận làm con thừa tự thì ông thấy sao ở đây có một nhà đại phú hộ không có con cái nếu nhận con trai ông làm con nói giỏi tông đường thì tương lai gia nghiệp nhà đó đều là của con ông thừa kế Chính ông ấy nhờ tôi tìm giúp đó Chu Dinh Tổ bàn bạc như vợ Để cho con trai khỏi phải chịu đói rét Chỉ cần người ấy nuôi dưỡng đàng hoàng Thì cũng đành chấp nhận Trần Đức Phủ thế là nói rõ sự thể tình hình với cổ viên ngoại Cổ viên ngoại lúc đó vô cùng vui mừng Hai bên lập văn thư giấy tờ Lúc đó, Chu Trường Thọ 6 tuổi chu dinh tổ dặn dò con trai cha mẹ thật sự không biết làm sao được con ở đây sẽ khỏi phải chịu cảnh khốn khổ cơ hàng con chỉ cần hiểu được một chút lẽ phải trái đúng sai chúng ta khi thuận tiện sẽ đến thăm con ba người khóc lóc thảm thiết từ biệt nhau cổ viên ngoại nhận con xong gọi nó là cổ trường thọ Trường thọ lớn lên, dần lãng quên sự tình năm xưa, chỉ nhận cổ di ngoại làm cha mà thôi. Cha anh ta một đồng cũng không tiêu, còn anh thì tâm tính phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài, tiền bạc cũng chẳng hơn gì đất đá, luôn hào phóng, đem tiền giúp đỡ mọi người. Người ta thấy anh như thế, nhiều người thuận miệng gọi anh là người hào phóng. Hơn 10 năm sau, vợ chồng cố viên ngoại lần lượt qua đời trường thọ trở thành tiểu viên ngoại tự mình quản lý toàn gia nghiệp còn nói gì vợ chồng chu dinh tổ đến khắp nơi tìm họ hàng để cùng sinh sống nhưng không tìm thấy họ lưu lạc nơi đất khách quê người hơn 10 năm trời giờ đây muốn quay trở lại nhà họ cổ để thăm tình hình của con trai cuối cùng họ đã tới thôn tàu nam họ gặp một cửa hiệu thuốc bắc trên biển hiệu viết bốc thuốc miễn phí hai người vào nghe ngóng mới biết chủ nhân của cửa hiệu chính là trần đức phủ trần đức phủ nói cổ diên ngoại đã qua đời rồi con trai ông giờ là cổ trường thọ đã trở thành tiểu diên ngoại không như cha nuôi của nó ngày trước hà tiện nó trọng nghĩa khinh tài tiệm thuốc miễn phí này của tôi đây chính là do cậu ấy cấp cho. Trần Đức Phủ tìm cổ trường thọ, liền đem câu chuyện năm xưa, tỉ mỉ tường tận kể rõ cho anh nghe. Cổ trường thọ tuy nhiều năm, không thấy ai đề cập đến chuyện đó, nhưng nghe nói xong, dần dần nhớ lại những ký ức khi còn bé. Dội dã, lấy một tráp vàng bạc, chạy đến cửa hiệu nhận cha mẹ. Trần Đức Phủ dẫn anh tới bái kiến cha mẹ, hai vợ chồng Chu Dinh Tổ trông thấy con trai thì vô cùng vui mừng. Cổ Trường Thọ dân tráp vàng bạc, Chu Dinh Tổ đang muốn từ chối, bỗng nhìn thấy trên nén bạc khắc tạc mấy chữ Chu Phụng Ký. Chu Dinh Tổ nói: đây chẳng phải nguyên là bạc của gia đình tôi đó sao? Trần Đức Phủ hỏi làm sao lại là của nhà ông được ông nội của tôi tên là chu phụng chính là ông ấy tạc chữ lên trên đó trần đức phủ xem xong nói sao nó lại nằm trong nhà họ cổ được nhỉ tôi hai mươi năm trước từng là học trò dẫn theo vợ con về kinh thành dự thi đem những thứ tài vật châu báu trong nhà mà tổ tiên truyền lại chôn ở dưới đất đến lúc trở về nhà thì không còn thấy nữa." Trần Đức Phủ nói, "Cổ lão di ngoại nguyên là một người vô cùng nghèo khổ, hay đi tróc gạch cũ cho nhà người ta. Ông ấy bất ngờ giàu có, tôi nghĩ chắc là do những tài vật của nhà ông bị ông ấy đào mất." Quả thật đúng là như thế, ông ấy không có con cái, lại nhận con trai ông làm người nói giỏi, khừa kế gia sản nhà này vật đã trở về tay chủ cũ chẳng phải là ý trời hay sao thảo nào ông ấy ngày thường một đồng cũng không tiêu không hề lãng phí một chút nào nguyên là gì chúng không phải là những thứ của ông ấy ông ấy chỉ là tạm thời thay gia đình ông trông coi bảo dưỡng mà thôi vợ chồng chu dinh tổ xúc động lắm chu dinh tổ nói đây thật sự là nhân quả báo ứng Thế là bèn nói về chuyện năm xưa tổ tiên tin Phật nhưng kẻ hậu sinh lại không kính trọng tam bảo. Cổ trường thọ lắng nghe, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh bèn đưa cha mẹ về nhà. Còn Chu Vinh Tổ đưa tráp bạc cho con trai, bảo anh ngày mai đem phân phá cho những người nghèo khổ không nơi nương tựa. Ông lại bảo con trai chiếu theo tổ tiên năm xưa xây dựng Phật đường, cả hai vợ chồng đều gắng sức tu tập. Cổ trường thọ lấy lại họ chu, cả gia đình đều kính Phật và hướng thiện. Gia nghiệp cũng ngày càng phát đạt thịnh dưỡng thêm. Gia đình chu dinh tổ tích nhiều phúc đức, âm đức ba đời. Ông nội sùng kính Phật mà gia đình giàu có, còn cha quỷ Phật đường lấy gạch đá xây nhà mà chết và nghiệp sa sút một niệm sai lầm phải chịu trách phạt còn cổ nhân thì kiếp trước bất kính với trời đất kiếp này đáng ra phải bị đói rét mà chết nhưng bởi cầu nguyện thành khẩn lại có hiếu với cha mẹ thân thể theo đức hiếu sinh của thượng đế vì thế đem phúc lộc nhà họ chu cho ông ta mượn tạm trong hai mươi năm còn Chu Vinh Tổ bị phạt 20 năm đói khổ bần cùng. 20 năm sau, quả nhiên là tài vật lại trở về với chủ nhân thực sự. Có thể thấy, tài vật đã được an bài chỉ định chủ nhân như thế nào, hoàn toàn không phải là con người thế gian tự mình định đoạt được. Kỳ thực bất kỳ chuyện gì xuất hiện đều là có quan hệ nhân quả của nó thiên lý tuần hoàn báo ứng chẳng sai cho nên con người ta làm việc sao có thể không cẩn thận cho được tin tưởng chân lý thiện ác đều có báo ứng tự giác tích đức và làm việc thiện chẳng những là gia tăng phúc phận giảm trừ tai họa cho bản thân mà còn tạo cơ sở phúc đức vững chắc cho con cái của mình về sau kính trọng trời đất kính trọng tam bảo làm mọi việc xuất phát từ tâm thiện ấy là quyết định tối quan trọng sẽ quyết định vận mệnh tốt đẹp của mỗi người trong tương lai lời bàn nhân quả sâu xa khó biết khó hiểu nhưng lại là quy luật quan trọng nhất chi phối toàn bộ cuộc sống của mọi người mọi chúng sinh không chỉ nắm giữ sự vận hành tiền bạc mà mọi thứ từ sinh mạng sức khỏe bệnh tật tài năng quyền lực hôn nhân con cái vận hạn mai rủi hiểu thông được luật nhân quả chính là bạn đã nắm chắc mật mã của vũ trụ trong tay tùy việc mà nỗ lực tạo phúc chắc chắn sẽ thành tựu chỉ là nhanh hay chậm mà thôi được làm người đã là khó lại có thể đủ trí tuệ để thông hiểu luật nhân quả sâu xa thật vô cùng khó chúc mừng cho những ai tin hiểu được nhân quả nghiệp báo kinh sợ điều ác khao khát điều lành trưởng dưỡng trong chánh pháp cầu mong thế gian tất cả mọi người đều sẽ được như thế rất nhiều người hiện nay đọc nhiều sách dạy làm giàu rồi theo đó lao tâm khổ tứ dứt giả bao năm buôn ba khởi nghiệp, y vậy mà một trăm người chỉ một vài người thành đạt giàu có, còn lại đại đa số thì thất bại trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất. Mặc dù xét về nỗ lực, tài năng, họ không hề thua kém những người thành công, thậm chí còn giỏi hơn. Vậy họ thiếu cái gì mà không thể thành đạt giàu sang được? vũ trụ sắp xếp tiền tài theo quy luật nào đó chính là những gì chúng ta đã khám phá qua câu chuyện vừa rồi nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt media vui lòng không sao chép với mọi hình thức phải thấy ưu điểm của người một chiều mùa thu năm ngoái mười mấy vị cư sĩ thạch gia trang đến ngủ đài sơn trong đó có một bà hơn năm tuổi đang ở tại nhà khách, hướng về hòa thượng diệu pháp, kể lễ nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy Phật bốn năm rồi, cứ rằm mùng một mộ là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm, kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tính khờ khảo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về. Nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai. Khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà. Phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con con cũng có tới xin lỗi, rước con về nhưng mà hễ tới bữa ăn á là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu con nghĩ con muốn xuất gia nhưng lại lo là chùa không có thu nhận tính vào diện dưỡng lão lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt hiện nay con rất là khổ tâm xin hòa thượng từ bi chỉ giáo hòa thượng diệu pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe khi bà nói xong Ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành làm như vậy sẽ bị phản tác dụng khiến các con đối với phật giáo phát sinh hiểu lầm chống kháng trong lúc ăn cơm có thể dùng một bàn hai mâm không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng bà phải thường tự hỏi bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa nếu như tu tốt thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bớt xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc. Tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyện tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà, mà đương tự. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác, thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi chánh mà không tà giác mà không mê muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân ngoài ra bà phải làm được việc này thường nói ba điều tốt một phải thường nói con cái tốt dù không tốt cũng nói tốt hai phải thường nói sinh hoạt tốt dù không tốt cũng nói tốt ba phải thường nói thân quyến bạn bè tốt dù không tốt cũng nói tốt ba điều này từ đây trở về sau những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng để sẵn nơi khóe miệng tri túc là thường lạc mà bất luận là con cái hay thân bằng láng giềng cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ý thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người, điều nổi oán khí xung thiên cũng đồng một lý này. Công phu ba điều tốt, rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tài gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng ngợt gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sát xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp, Hòa Thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi Phật Pháp thay đổi tôi. Đây là kinh nghiệm lý cư sĩ đích thân trải qua, chúng ta hãy nghe bà kể. Tôi tên Lý Mẫn Huệ. Mặc dù chỉ 30 tuổi, nhưng cuộc sống đầy ấp tai nạn, thống thiết, khiến tôi cảm thấy bơ dơ, không được ai cứu giúp. Nên càng chán chường, tuyệt vọng dạng bội. Cho đến khi gặp Phật Pháp, cuộc đời tôi mới có được những thay đổi hy hữu, xưa nay chưa từng có. Mẹ tôi có 10 người con, nên cuộc sống rất chật vật tôi là đứa thứ ba. Còn thằng em thứ tám sinh ra rồi, thì đem cho người ta nuôi. Cha tôi sớm đã qua đời. Tôi học hết lớp ba, thì bị ép thôi học. Sau đó, tôi đi làm vú em, làm công. Được lò đời, mài dũa. Khiến bản tính vốn kiên cường bất khuất, không chịu thua của tôi, càng tăng thêm nghị lực tôi kinh doanh một công ty, thu nhập khả quan. 19 tuổi thì gặp ông chồng hiện giờ, bởi vì hoàn cảnh gia đình đôi bên trên lệch khác xa nhau. Hơn nữa, tôi còn nhiệm vụ phải chăm sóc các em, trai lẫn gái. Do nhiều nguyên nhân mà chồng tôi phải đồng cư với chúng 8 năm. Bởi cha mẹ đôi bên phản đối, nên chúng tôi không thể chính thức đăng ký kết hôn trong thời gian này, tôi đã làm một việc khiến lòng vô cùng ăn năn, đó là tôi từng đi nạo thai một lần. Chính vì lần phá thai ấy đã để lại di chứng xấu, khiến nhiều năm sau tôi khó thể mang thai. Đến năm 2002, chúng tôi mới chính thức cưới nhau. Sau khi kết hôn xong, chúng tôi một bề muốn có con đã khám rất nhiều bác sĩ nghĩ hết cách nhưng cũng không thể như nguyện sau đó vợ chồng tôi xin hai bé gái là chị em ruột về làm con nuôi trước khi biết phật pháp tôi thường hay phiền não bản thân luôn có cảm giác mịt mờ không rõ phương hướng hằng ngày sau khi tan sở về nhà tôi chẳng biết đi đâu nên về hay không về mới tốt. Vì vậy, cứ lái xe lanh quanh trên đường, tay nắm vô lăng, mà không biết mình nên đi đâu, về đâu. Vì không lấp được khoảng trống, cảm giác hụt hẫng trong tâm tư. Nên chỉ trong 5 năm, tôi đã thay tới 5 cái xe mới. Tôi tiêu xài phung phí, trong khi tâm không ngừng loạn động rối bời. Tôi nghĩ mình cũng là một người tốt. Vì sao không được hảo báo? Trái lại còn phải đối mặt với quá nhiều phiền lụy, đau buồn. Gia đình tôi đang nằm trên bờ vực tan dở. Tôi khổ tâm giác sức kinh doanh, nhưng lại bị người lập mưu chiếm của. Còn các cô em thì không biết điều, cứ liên tục kiếm chuyện gây quả. Tóm lại, đời tôi là một cuộc sống hỏng bét rối bời hàng ngày tâm tư luôn bị thống khổ nung nấu một lần ngồi trên xe người bạn tôi tình cờ đọc cuốn báo ứng hiện đời và được những câu chuyện nhân quả trong đó khai thị khiến tôi như bừng tỉnh cơn mơ cuộc sống tôi từ đây bắt đầu có phương hướng thế là tôi lập tức từ bỏ ăn mặn thậm chí hãy nhìn đến thịt cá là phát nôn mửa ngày trước tôi đi khắp nơi khám bệnh bốc thuốc sau khi dứt ăn mặn rồi thì chẳng cần dùng thuốc nữa ngược lại toàn thân cảm thấy rất nhẹ nhõm kinh an tôi cũng không còn tiêu xài phung phí bừa bãi mà đã biết tiết kiệm và dùng tiền đó để cứu giúp cho người tháng 10 năm 2007, tôi may mắn được hội kiến trúc sư Quả Khanh. Ông là người bình dị, rất dễ gần. Vừa gặp, tôi đã có cảm giác cực kỳ thân quen, giống như tương ngộ thâm tình vậy. Tôi kể lễ mọi khổ đau mình đã từng trải qua cho ông nghe. Đến lúc, ông thuyết giảng cho mọi người, thì tôi lặng lẽ ngồi vào dự thính. Không ngờ, việc lạ lại phát sinh. Trong lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thì bỗng có cảm giác giống như mình đang rơi vào ổ gà. Trong đó có rất nhiều gà, vừa dơ vừa thúi. Dường như tôi cũng là một con gà trong đó. Lúc ấy, toàn thân tôi phát rung. Tiếp đến, tôi không ngừng nôn mửa mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Lúc này, mấy người bạn tại hiện trường phát quản, dội chạy đến hỗ trợ. Họ nhanh nhẹn đỡ dìu tôi và giúp dọn sạch những ô quế. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn chẳng biết là có việc gì vừa xảy ra. Tôi vừa mới tiếp xúc với Phật giáo, đã nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu đồng thời cũng khiến bạn bè tại đó tăng thêm tính tâm tôi bỗng nhớ lại chính trong lúc mang thai vì muốn tẩm bổ thân thể nên suốt thời gian dài mỗi ngày tôi ăn một con gà nhưng rồi tôi cũng không giữ được thai đúng là nhân quả báo ứng như bóng theo hình từ hồi xảy ra sự tình không thể tưởng này rồi tôi bắt đầu tụng kinh địa tạng lễ phật và tĩnh tọa. Có lần ngồi suốt 8 tiếng, cuộc sống tôi dần dần xuất hiện sự thay đổi, công việc dần dần thuận lợi. Người em gái bỏ nhà ra đi, nay đã quay về. Tôi là cột trụ cho các anh chị em trong nhà. Không chỉ có công ty, tôi còn có một tiệm thời trang nữa. Nhưng trước đây chỉ kinh doanh qua loa. Sau khi gặp Phật Pháp rồi, tôi tiến hành quy hoạch đổi mới tiệm thời trang việc làm dần phát đạt nhưng tôi nhận ra thu hoạch lớn chính là niềm an tĩnh tâm linh vì lòng tôi chẳng còn chấp trước nữa ngày xưa những vật không thuộc của mình tôi cứ nắm chặt không buông khiến tâm lực mệt mỏi từ lúc hiểu đạo rồi thì tôi buông dễ dàng đối với những gì đã mất đi lòng cũng chẳng còn canh cánh nhớ hoài nữa. Nhờ vậy mà tâm tư ung dung thoải mái rất nhiều. Quan hệ cùng chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi còn dự tính, cuối tháng 12 năm 2007, sẽ đến bệnh viện tỉnh thực hiện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Nhờ đã hiểu nhân quả, nên hãy có phiền não là tôi tự quá giải. Sau đó xảy ra một chuyện lạ. Đầu xuân năm 2008, tôi mơ một điềm mộng, thấy trong nhà có một vị mặc hoàng bào, đầu trọc, toàn thân phóng quang chói lòa. Tôi thấy mình là một trong hai thường nhân đang quỳ trước ông. Người kia chẳng biết nói gì mà bị ông đuổi ra ngoài, còn lại một mình tôi thì vị tỏa hào quang đó bảo: Người muốn cầu ta điều gì?" muốn cầu con. Được, ta cho ngươi như nguyện." Rồi tôi thức giấc. Sau đó cảm thấy thân thể có biến chuyển khác lạ, tôi đã ngừng uống thuốc nửa năm nay, ăn chay cũng đã hơn nửa năm và chuyện kỳ diệu xuất hiện. Cuối cùng tôi đã mang thai. Điều này lạ lùng đến tôi khó mà tin nổi. Vì vậy, tôi liên tục đến bệnh viện khám để bảo đảm chắc chắn là mình có thai. Sau khi tôi mang thai, dù thân thể phản ứng rất lớn, nhưng tâm vui mừng khôn tả. Cảm tạ Phật pháp, cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ, dẫn dắt tôi vào con đường chánh tín, tu theo Phật pháp. Phật pháp đã đem đến cho tôi lợi lạc khôn cùng. Pháp quang kỳ án một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu rồng rồng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn dân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh xa, sợ đến lông tóc dừng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô bao nhiêu nghi vấn nổi lên Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức. Còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú, là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngủ tại Trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh. Tính tham tài háo sắc cực độ là vị quan tham dũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu ẩn cư tại trấn Thọ Lâm, xin gãy sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đại Bắc, tên là Ngưu Đồng Đoan, do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chọc chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra quay quát nạt ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ nếu tìm ra tội chướng mới, ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện, hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông đoan và nói ướp ướp mở mở rằng án của ông đoan có thể nặng mà có thể nhẹ nếu như người đẹp phấn châu chịu ra mặt cầu xin thì mới ra sẽ chuyển đổi được nghe thế luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông đức bèn hứa sẽ thuyết phục ông đoan đồng ý cho phấn châu đến hầu hạ ông đức một tuần nhưng xong việc ông đức vẫn không hài lòng còn bắt người nhà ông đoan phải nộp một khoản tiền kết xù cuối cùng khi tài sát đã vơ vét ưng ý rồi ông đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã từ tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan, làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền, vừa kiều diễm. Năm sau, thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú hai tuổi, Thúy Đạo bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nơm, vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây ngu, là hai đã kích rất nặng nhưng ông đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức ngược lại ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi vơ vét cho đầy túi riêng còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông Toàn làm những điều thương luân hại lý, dỡ đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt, và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót chuyên án oan, quốc ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát, vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán. Ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh bạn, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dãy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thò Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động, thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động, thì đột nhiên có ba con chó xông đến. Khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén. Dương móng vuốt hung ác, cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đao phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi. Bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy, trước vị thẩm phán. Là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị, thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý trí công, trốn một lúc, nhưng không trốn được cả đời. Phỉ bán Phật Pháp, phải sám hối. Hủy bán Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh, Phật Thuyết Diệu Pháp quyết định nghiệp chướng có ghi, nếu chúng sinh nghe thuyết đại thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết, đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển đại thừa, chết xong, sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ. Sau đó, sinh vào loài ngạ quỷ ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp xong, thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng các căn không đủ những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử cuối cùng mới được gặp phật thờ phụng cúng dường vì vậy khi nghe phật thuyết kinh đại thừa nên giữ tâm trong sạch không tạp niệm tiểu quách là một sinh viên cao lớn anh tuấn vừa tốt nghiệp đại học xong đang chuẩn bị sang mỹ du học nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ vừa gặp mặt nhau tiểu quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ <laughs> trời ơi tôi phạm phải lỗi rất lớn tôi biết là mình không đúng nhưng chẳng tài nào khống chế được phải làm sao đây nghe vậy tôi liền hỏi lỗi gì nặng nề lại biết rõ sai trái mà không khống chế được là ghiền ma túy hay tài dâm Tiểu Quách đáp. Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn. Là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi, phải cung kính tam bảo, Phật Pháp tăng, chẳng nên cuồng giọng phỉ bán, nếu không sẽ bị quả báo. Là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin. Có lúc còn cố tình phỉ bán phật pháp để xem thật có quả báo chi chăng một lần nọ tôi thấy trong kinh lăng nghiêm viết ông tu tam muội nhằm xuất trần lao tâm sát chẳng trừ trần không thể xuất cho dù ông đa trí thiền định hiện tiền nếu chẳng dứt xác ắt đọa thần đạo khi xem xong đoạn này rồi tôi liền sinh tâm nghi còn nãy ý sai người nhà đi mua cá về giết ăn để xem có quả báo gì chăng do vậy mà tôi phá giới sát sinh sau đó rất hối hận biết mình làm thế là không đúng nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được anh đã nhận ra đó là lỗi biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối tuy tôi biết là không đúng nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc kiếm tìm các điểm trong kinh phật để phỉ bán tôi tự biết như vậy là có lỗi nhưng lại không thể sửa Điều này khiến tôi rất sợ. Phải làm sao đây? Nhìn tiểu khoách ương bướng cứng cỏi như khói đá. Tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi. Tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói. Anh có biết phạm tội, bán Phật bán Pháp, là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối, là tự làm uổng phí đời mình bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như 50 loại ma ngũ ấm trong kinh lăng nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, dân dân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạng, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, suối làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chính mùi, nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô, được tiếp xúc Phật Pháp. Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may, tranh thủ tu hành, lo phá trừ tà kiến, ngã chấp, thì là uổng phí hết duyên lành. Kiệu Quách có vẻ kinh hoảng, hỏi. Vậy tôi phải làm sao? Khi trở về, anh cần phải đem những kinh Phật mình từng phỉ bán, cung kính đặt trên Phật đường hoặc nơi khiết tịnh rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa. Xong, anh thành tâm lễ bái sám hối. Ngày ngày, đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ bán. Anh phải xem kinh lăng nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ, và phải tụng thuộc chú lăng nghiêm hồi hướng cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được. Làm được. Tôi biết rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn tiểu khoách tỏ vẻ ăn năn và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật ngày sau đóng góp một phần công sức hoàn pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, tiểu quá. Giải thích Trong Kinh Niết Bàn, Phật Hai Thị Ca Diếp Trên thế gian này có ba loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. Một Phỉ bán kinh đại thừa. Hai, tạo tội ngũ nghịch. Ba, nhất diễn đề, đoàn hạt giống Phật. Đây là ba loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu Quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất, chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ bán Phật Pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhân nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh năng nghiêm để phân biệt rõ chánh tà, không lạc vào nẻo sai phá thai là tội nặng hiện nay trong xã hội vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng quả báo phá thai rất đáng sợ không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới hơn nữa tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa gục chúng ta phải tận lực đề xướng thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật, nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai, mới mong giải quán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ. Bác sĩ, bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn, bác sĩ, bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi vô lực, như vừa trải qua cơn bình nặng. Tôi liền hỏi. Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể. Tôi năm nay, 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói, tim em bé phát triển không ổn định. Tốt nhất, nên mình chỉ việc mang thai. Nhưng mà, trong lúc tôi đang do dự, chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà triệt phá cái thai bảy tháng nó đi kể từ hôm phá thai xong tâm lực tôi suy sụp cùng cực mãi cho đến nay lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ bác sĩ bác sĩ ơi hãy cứu tôi với hãy cứu tôi với bác sĩ kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt cô kết hôn đã ba năm rất khao khát có con Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tàu dịp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt bảy tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên, cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng, lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ, ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh, ít nhất bảy bộ. hàng ngày nên tụng đều đặn một hai bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được một tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng tinh thần phấn chấn cô hướng hở mắt tôi hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục chính phần tâm lý của em cũng thoải mái không còn tư tưởng muốn tự sát nữa thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nhìn cô sống lại tìm được niềm tin tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi hãy cảm tạ Phật pháp tất cả chúng sinh đều có Phật tính vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh không nên làm thương hại từ vô thị kiếp đến nay do không được nghe hay biết đến phật pháp mà chúng ta tạo vô lượng tội làm thương hại vô số chúng sinh cho nên ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình không quán trời trách người chỉ thành tâm sám hối rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ khi cô về nhà. Nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang Sư Tuyên Hóa Giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường, học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ và thay di bị phá, cũng nhờ nghe kinh, nương theo đó mà giải oán những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng trăm nghề hưng tịnh thôn Tả Hậu tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc, Hán Hà, tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá. Nên cô từ đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết, vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn, cùng thương nghị với lái buôn, đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán tháng ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà. Thầm nghĩ, nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà bị gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đuôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục, thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân, mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua đại lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hù Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sản, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hồ Tân luôn bị nói sẽ tận lực đáp ứng. Ba tháng sau, Hồ Tân dẫn Bang và nghĩa đến Thượng Hải, Ngồi tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho ba vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có ba công ty chi nhánh và hơn hai trăm nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc, nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, thì dễ giới thiệu, mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp ba vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã, nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông, làm vợ. Bàng và nghĩa giới thiệu rơm rã về bình cộng thêm hồ hân góp lời ca ngợi khiến độ nhiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng hán hà là thiếu nữ chưa chồng nghe họ nói liền dệt mộng hai vị đại gia có sự nghiệp lớn tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước hán hà thầm dĩ gia cảnh bình nghèo không học vấn nếu như một trong hai người này không chê bỏ, thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính bộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong ánh nhìn hán hà, đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã bang và nghĩa nhìn thấu hết. Khù Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nhiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới hiểu hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ hù tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường, thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn, chở đến khách sạn đào viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này, Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại để chứng minh họ không đối dối tên lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một mồ. hán hà tự biết khó thoát tay quỷ đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân còn hiểu hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này nên la hét khóc than làm ầm đáo đến chết đi sống lại tên lâm thâm độc bèn nhốt hiểu hoang cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng hiểu hoang thân tâm đều bị dày dò tàn khốc đành khuất phục tiếp khách cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục nhưng lúc đó hiểu hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh hiện còn đang trị liệu phần hán hà tên năm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi cô gái trẻ trung xinh đẹp hán hà đã biến thành da vàng gầy ốm cuối cùng thì suy sụp hay ngất qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú một khi tên lâm thấy hán hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não bò làm gì bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa hán hà trả về cố hương của nàng đến nay sống chết không rõ ngàn ngữ tây phương nói người trường kỳ làm ác trong tâm nhất định không an ba tên lâm bang và nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường ép các cô gái đại lục và đông nam á đến đài loan bán dâm bọn hắn đã thu lợi rất nhiều trải qua tháng ngày phú lạc nhưng chúng vẫn luôn bị bất an vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng giếng răng, quyền rủa chúng. Mới đầu, thì lâu lâu mới thấy một vài lần. Sau đó, thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác. Cười rất ghê rợn tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng toàn thân xuất hạng mồ hôi hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau vì vậy họ cùng đi tìm bà đồng nổi danh để giúp họ trục tà bà đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch quay về sẽ không có việc gì ba người cho là có lý nên bốn ngày sau thì bay sang thái lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy nào ngờ đêm đầu tiên trên đất nước thái lan họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở đài loan khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng một tuần sau la bang tự nhiên phát điên y đi được đưa về đài loan hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở chương hóa còn lâm và nghĩa sau đó càng thê thảm hơn lúc ở tại thái lan họ không tiếp xúc bất kỳ ai nhưng khi về Đài Loan rồi, thì cả hai đều cảm thấy không khỏe. Thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh, và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lỡ loét đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn, hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng sống không được an thống khổ vạn phần hơn là chết nhìn xem gương những người mua lợi gạt ép các cô gái bán dâm như thế này kết cuộc đều sẽ giống như ba người lâm ban nghĩa khi sống tâm luôn bất an lúc chết rất thống khổ